Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng của tinh thần dân tộc. Quảng Bình đón 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào về nước. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc. Cậu bé Trường Lang đam mê bộ môn tiếng Anh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 7 tháng 5, tại cửa khẩu quốc tế Ca Lo, Ban công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ đón 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự lễ có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đồng chí thành viên Ban công tác đặc biệt tỉnh. Về phía tỉnh Khăm Muồn có đồng chí Khăm Sĩ Út Thị Vông, Phó Tỉnh trưởng, trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thực hiện văn bản ký kết giữa Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình Khăm Muồn về việc tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đội 589 Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tìm kiếm, phát hiện và cất bóc được 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở địa bàn tỉnh Khăm Muồn. Lễ đón hai cốt liệt sĩ tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo được tổ chức trang trọng. Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muồn, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã dâng hương thành kính tri ân trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Theo kế hoạch, ngày 9 tháng 5, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức lễ bàn giao và an táng hai cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Ba Dốc, huyện Bố Trạch. Trước đó, cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muồn đã trang trọng tổ chức lễ cầu siêu và lễ tiễn đưa 13 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về quê hương. Kỷ niệm 64 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, sáng nay ngày 7 tháng 5, lãnh đạo thành phố Đồng Hới đã đến thăm và tặng quà các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm gia đình các cựu chiến binh Lê Tiến Lược, Lê Văn Sâm ở phường Đồng Mỹ, Đoàn Xuân Ngật ở phường Bắc Lý và Lê Bá Hùng ở phường Đồng Sơn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố Đồng Hới đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các cựu chiến binh và gia đình, bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến to lớn của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Các đồng chí lãnh đạo thành phố Đồng Hới mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, là những tấm gương sáng về đức hy sinh, lòng quả cảm, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, là trận quyết chiến chiến lược và là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định làm thay đổi cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam và các nước trên bán đảo Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại bài học kinh nghiệm to lớn, mà trên hết là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cả nước đồng lòng, toàn dân chung sức, tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng. 14 tuổi, làm liên lạc ở đơn vị dân quân tự vệ tập trung của thị xã Đồng Hới. 20 tuổi, có mặt trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cho đến hôm nay, 64 năm đã trôi qua, nhưng cựu chiến binh Điện Biên Lê Bá Hùng vẫn còn nhớ rất rõ 56 ngày đêm ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, cùng đồng đội vượt qua mọi gian khổ để đi đến thắng lợi cuối cùng. Ngày đó, ông là chiến sĩ thuộc Đại đoàn 304, một trong năm đại đoàn chủ lực của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tổng quân số của ta lúc đó là trên 40.000 người. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng, các đơn vị bộ đội chủ lực đã nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng, xe núi, mở đường kéo pháo, xây dựng trận địa. Hàng vạn dân công
thanh niên trung phong đã bất chấp mưa bom, bão đạn hưởng về Điện Biên, bảo đảm cho chiến dịch thắng lợi. 56 ngày đêm, hầu như là không ngủ. Hàng ngày và đêm là đều phải đào hầm, khoét núi ngủ hầm. Và ăn uống cũng rất là hạn chế. Có bữa thì ăn xôi, có bữa thì ăn nấm cơm, có bữa thì khoai, có bữa thì sắn. Nhưng mà vì tinh thần á, là vì một cái ý chí là quyết tâm, dứt dắt tiến lên dưới ngọn cờ của Đảng, nghe theo lời của Bác Hồ. Người cũng làm việc đi, người làm việc khác, rồi là vận tải, rồi tiếp tế đủ thứ. Nhưng mà chủ yếu là đào hào giao thông để mà tránh cái bom đạn của giặc Pháp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc bấy giờ là tư lệnh kiêm bí thư Đảng ủy chiến dịch. Lúc nào cũng vậy, đại tướng luôn cảm thông sâu sắc đối với những gian khổ hy sinh của chiến sĩ, của đồng bào. Đó là những món quà, là thư động viên, là những lời thăm hỏi ân cần. Chúng tôi được đi để bảo vệ cho ông Giáp thì cả đời rồi là đi xe nhưng đến đèo là bị bom, cho nên đi bộ 2 đêm 2 ngày là cứ đến đi đến dừng là đi một đoàn thể mệt ông đi đến động viên đi nè. Rồi đến mà nghỉ ông phải đi vòng sông xếp sạch anh em ngủ để động viên anh em là ngủ ngon để đến mai đi nè. Rồi sáng đi mà 2 ngày 2 đêm đi bộ mà ông đi nữa là ông động viên suốt. Các nhà quân sự Pháp cũng không thể ngờ rằng bằng đôi chân đi bộ, đôi vai và chiếc xe đạp thô, nhân dân Việt Nam đã chuyên chở hàng chục ngàn tấn lương thực và phương tiện cần thiết phục vụ chiến dịch. Thời điểm đó, quân và dân ta ở khắp các địa phương trong cả nước, từ Tây Bắc, Liên Khu 3 đến Bình Trị Thiên, Liên Khu 5, Bắc Tây Nguyên, Sài Gòn, Gia Đình, Nam Bộ đều đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, liên tiếp tiến công tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất đai và nhân dân, buộc thực dân Pháp phải phân tán lực lượng khắp nơi để đối phó. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch, đánh dấu thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương. Sau lệnh ngừng bắn ngày 1 tháng 8 năm 1954, ở Quảng Bình, tên lính cuối cùng của quân đội viễn chinh Pháp cũng đã rút khỏi địa bàn vào ngày 18 tháng 8, chấm dứt sự xâm lược của thực dân Pháp tại Quảng Bình. Nhờ vào sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, của Bác Hồ và của Tổng quân đội, mà đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, địch nó thua là phải, nó không có thể thắng được một cái ý chí của dân tộc được. Năm 1964, về sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trả lời. Sáu mươi bốn năm đã trôi qua, nhưng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong chiến dịch, mãi là một biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Nhằm giúp người nông dân có vốn sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa có công văn số 468 về việc tiếp tục lãnh đạo xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Theo đó, công văn yêu cầu các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của quỹ đối với việc hỗ trợ người nông dân vươn lên phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Cấp ủy chính quyền các cấp cần xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ nguồn quỹ. Hàng năm dành một phần ngân sách địa phương để ủy thác cho quỹ hỗ trợ nông dân tăng thêm nguồn vốn. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền, các sở ban ngành phối hợp có hiệu quả với mặt trận, hội nông dân để củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban vận động quỹ hỗ trợ nông dân, nhất là ở cơ sở. Hội nông dân các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể liên quan quản lý chặt chẽ nguồn quỹ theo điều lệ, đồng thời có kế hoạch cụ thể tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ vốn cho nông dân,
trước hết là hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế những rủi ro hệ lụy liên quan tới hoạt động tiền ảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có công văn số 641 về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo. Công văn yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác điều tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo hình thức đa cấp, lừa đảo trên mạng internet thông qua tiền ảo, mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của những người dân khi tham gia hoạt động đầu tư, mua bán, giao dịch tiền ảo, không đưa các thông tin gây tâm lý bất lợi về tiền ảo, Bitcoin. Các địa phương trong toàn tỉnh tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo để chiếm đoạt tài sản. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đó là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 635 ngày 4 tháng 5 năm 2018. Trước thực trạng xe dù bến cóc diễn ra tại các địa phương trong cả nước gây mất an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các đơn vị địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm như đón trả khách sai quy định, không chạy xe đúng tuyến lịch trình, xe chở khách không có phù hiệu, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Tuyên Hóa phát hiện nam thanh niên chết bất thường dưới chân cầu. Cậu bé Trường Lang đam mê bộ môn tiếng Anh. Sáng nay ngày 7 tháng 5, Trường Chính trị Quảng Bình đã tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tập trung khóa 31 năm học 2018-2019. Tham gia lớp học có 50 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn cấp xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian 6 tháng, các học viên sẽ được tiếp thu, nghiên cứu bài chuyên đề về những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, một số nội dung về khoa học hành chính. Các học viên còn được bồi dưỡng thêm các kỹ năng về quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền đoàn thể, kỹ năng giáo dục đồng viên, tổ chức quân chúng thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Thông qua lớp đào tạo nhằm giúp cho các học viên trang bị thêm phương pháp luận, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao và chuẩn hóa nguồn nhân lực của tỉnh nhà. Hôm nay ngày 7 tháng 5, Công ty Điện lực Quảng Bình đã tổ chức tuyên truyền ngoài khóa tiết kiệm điện cho học sinh tại trường trung học cơ sở số 2 Nam Lý. Các học sinh được tuyên truyền, phát tài liệu và tham gia cuộc thi tìm hiểu về các biện pháp tiết kiệm điện. Thông qua các buổi tuyên truyền sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về cách sử dụng các thiết bị điện sao cho có hiệu quả và tiết kiệm nhất, và qua đó nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện tại gia đình và các điểm công cộng. Dịp này, Công ty Điện lực Quảng Bình đã trao giấy khen cho 10 học sinh có kết quả tốt nhất trong cuộc thi tuyên truyền tiết kiệm điện thời gian vừa qua. Trong tháng 4 năm 2018, các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Bình tiếp tục duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, nên sản xuất công nghiệp tăng khá. Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Bình, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 ước tăng 2,8% so với tháng trước, 4 tháng đầu năm tăng 5,2% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của một số ngành tăng cao như may mặc, ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác, khai khoáng. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm như bia Hà Nội, cao su chế biến, nhà máy sản xuất tinh bột sắn ngừng sản xuất sớm do thiếu sản nguyên liệu. Thời gian tới, các cấp ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tháo gỡ khó khăn, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các ban ngành chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn. Theo đó, các địa phương đơn vị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân về luật biển Việt Nam, luật đánh bắt khai thác thủy hải sản trong vùng biển Việt Nam, chương trình bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,
Quyết định ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng nước ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình, không khai thác hủy diệt, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình khai thác nguồn lợi thủy sản, tổ chức các hội nghị phổ biến luật, quy định vùng khai thác thủy hải sản, hướng dẫn cơ bản con ngư dân thực hiện các thủ tục cấp phép tàu cá hoạt động trong vùng đánh bắt cá chung Vịnh Bắc Bộ và ký cam kết thực hiện đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, các quy định của pháp luật khi tham gia khai thác hải sản trên biển. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị mai một, nhưng thôn La Hà, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn vẫn giữ gìn và phát huy nghề làm nón lá truyền thống của địa phương. Làng La Hà có 3 thôn La Hà Đông, La Hà Tây và La Hà Nam với gần 1.000 hộ dân, trong đó có hơn 800 hộ dân làm nón lá. Để làm nên một chiếc nón lá, người thợ phải bỏ ra khá nhiều công sức và thời gian. Vất vả thế, nhưng người La Hà chưa bao giờ quay lưng lại với nghề truyền thống mà luôn tâm huyết với nghề. Người làm nón lá La Hà cho biết, trung bình một ngày, một người có thể làm được 3 chiếc nón. Bán ra thị trường với giá 15.000 đồng đến 20.000 đồng một chiếc. Sau khi trừ mọi chi phí, thu lãi từ 10 đến 15.000 đồng một chiếc. So với giá ngày công lao động hiện nay tuy không cao, nhưng người làm nón lá có thể tranh thủ được thời gian nông nhàn phù hợp với mọi đối tượng. Tuy nhiên, để nghề truyền thống này ngày càng phát triển bền vững, không bị mai một theo thời gian, làng nghề nón lá La Hà rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc tạo dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, bảo đảm đầu ra ổn định cho người làm nón. Để có một vụ mùa thắng lợi, những ngày này bà con nông dân xã Hòa Sơn, huyện Minh Hóa đang tập trung xuống đồng chăm sóc cây trồng vụ xuân. Vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân xã Hòa Sơn, huyện Minh Hóa gieo trồng được 90 ha lạc, 40 ha ngô và gần 20 ha đậu các loại. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi, cây lạc, cây ngô và một số cây màu vụ xuân khác của xã Hòa Sơn phát triển tốt. Nhờ tích cực chăm sóc nên đến thời điểm này, chưa có sâu bệnh hại xuất hiện đáng kể trên cây trồng vụ xuân. Để đảm bảo vụ mùa thắng lợi, ngay từ đầu vụ, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn đã chỉ đạo bà con nông dân đưa các giống trung và ngắn ngay có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất nhằm tránh thiệt hại do thời tiết mưa rét gây ra, đồng thời hạn chế khả năng lây lan của các loài sâu bệnh trên đồng ruộng. Khoảng 7 giờ sáng nay, ngày 7 tháng 5, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên dưới chân cầu Quảng Hóa thuộc thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tại hiện trường, nam thanh niên được xác định là anh Đinh Minh Hoài, sinh năm 1989, trú tại thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa. Trên người nạn nhân không mặc áo, một số bộ phận cơ thể có xây xát, phía trên thanh cầu có dính vệt máu. Độ cao từ thanh cầu xuống nơi nạn nhân nằm khoảng 11,8 mét. Sau khi phát hiện sự việc, công an xã Lê Hóa và công an huyện Tuyên Hóa đã tổ chức bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng công an tỉnh khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam thanh niên. Cũng trong sáng ngày 7 tháng 5, tại địa bàn xã Phong Hòa, huyện Tuyên Hóa, phát hiện thi thể nữ sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Phong Hòa bị chết đuối trên sông Danh. Thi thể đã được bàn giao cho gia đình an táng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên một số trang báo điện tử và mạng xã hội Facebook đăng tải và chia sẻ thông tin về cậu bé Lê Văn Thái Sơn, 9 tuổi, có khả năng tiếng Anh vượt trội, đặc biệt là phong cách giao tiếp tiếng Anh đĩnh đạc, tự tin. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ với cậu bé này qua phóng sự sau. Lê Văn Thái Sơn, năm nay 9 tuổi, là học sinh lớp 4, nhưng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh của em vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Đặc biệt Thái Sơn có đam mê lớn đối với bộ môn tiếng Anh và luôn được thầy cô giáo đánh giá cao về khả năng khi học bộ môn này. Một cô giáo dạy tiếng Anh của em Sơn thì trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thì tôi là nhận thấy rằng là em Sơn là một người rất là chăm chỉ, chịu khó. Đặc biệt là em có niềm đam mê đối với môn tiếng Anh, khả năng nói tiếng Anh của em rất là tốt. Em có thể giao tiếp với là người nước ngoài. Ngoài thời gian học tập ở trên trường thì về nhà em Sơn còn tìm tòi các trang web khác ở trên mạng. Em có thể tự học và tự nghiên cứu, tự luyện tập cách phát âm của người bản xứ. Chính vì vậy cho nên là khả năng nói tiếng Anh của em rất là tốt. Thái Sơn đam mê tiếng Anh từ nhỏ và em đã tự học qua YouTube và cả trang web dạy tiếng Anh. Cùng với sự dạy dỗ, hướng dẫn của các thầy cô giáo, trình độ tiếng Anh của Thái Sơn đã vượt trội. Cả kỳ thi tiếng Anh cấp huyện và tỉnh, Sơn đều đạt giải nhất, giải nhì. Tại hội thi tài năng tiếng Anh cấp tỉnh, phần thi hùng biện,
Sơn đạt điểm gần như tuyệt đối 49 trên 50 điểm và được ban tổ chức đánh giá là thể sinh có phần thi hùng biện ấn tượng, thông minh, dì dòm, xử lý tình huống nhanh nhạy nhất và cũng là thể sinh thi vượt cấp đạt điểm cao. Từ lớp 1 đến lớp 4, em luôn đạt học sinh xuất sắc. Ngoài ra Thái Sơn còn có năng khiếu âm nhạc. Đặc biệt, cậu còn tham gia câu lạc bộ hò khoan Lệ Thủy và biết hát thành thạo nhiều làn điệu hò khoan, cũng như am hiểu về di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của người dân xứ Lệ. Sơn là một học sinh có năng khiếu đặc biệt. Có một tổ chất đặc biệt mà những học sinh khác không có. Cái thứ nhất là sự ham hiểu biết. Chính vì cái sự ham hiểu biết đó mà em có sự hiểu biết rất là rộng. Không chỉ đối với những cái hiểu biết về tuổi thơ, rồi những độ tuổi của em, nhưng mà em có những cái hiểu biết rộng hơn, cao hơn và không vượt qua cái độ tuổi của em. Những cái gái mà từ người lớn, những cái hiểu biết mà không chỉ về kiến thức mà về nhận thức trong cuộc sống. Chính vì vậy mà nhờ cái sự thông minh và đặc biệt em có một cái trí nhớ tuyệt vời, nên có thể em lượt qua một quyển sách quyển truyện em cũng là nhớ những cái điều ở trong đó và em ứng dụng nó trong thực tiễn. Ở độ tuổi lên 9, nhưng Thái Sơn đã tự định hướng cho tương lai của mình. Trong nhiều hoạt động ngoại khóa, em luôn tự tin vững chắc. Em đối với em mà bởi vì nó có thể giúp em giao tiếp với người nước ngoài, làm được nhiều việc hơn trong học tập, và có thể là ví dụ như là lên cấp 2 thì em có thể là dùng cái ngôn ngữ tiếng Anh đó để tham gia cuộc thi The Olympic toán tiếng Anh đạt giải cao, và có thể là đi du lịch khắp không quân thế giới tìm hiểu về văn hóa, là ví dụ như những cái truyền thống của nước họ, và nói chung là em muốn khám phá thế giới. Thái Sơn là con trai của chị Nguyễn Thị Yến, người làng Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, và bố là anh Lê Văn Thịnh, là nhân viên lái xe đã nghỉ hưu. Từ khi 12 tuổi, Sơn đã biết đọc tiếng Việt và lúc lên 5 thì biết đọc tiếng Anh. Em rất thích giao tiếp với người nước ngoài. Sơn ở nhà là hắn rất là ngoan, nói chung vui vẻ, hài hước. Đôi khi mình mệt mỏi rửa bán mua ế ẩm là hắn cứ đóng viết này gắng lên, là thay đổi thái độ phục vụ lên tí là họ vô đốn đó. Hắn nói rồi vào đó rồi con thể làm cái kính bán hàng đi cho mẹ, rửa xong rồi đóng viết này mẹ mang bố rồi con mua nhà cho mẹ ở, mẹ đừng nói hết, cứ làm đi, lại cố gắng suy nghĩ là theo chiều hướng là tích cực, đừng suy nghĩ tiêu cực, mẹ cứ cố gắng đi, đừng buồn phiền nữa. Cứ cố gắng khỏe để mình nuôi con được, mẹ khỏe mẹ chờ con đi học, cái mẹ đau ai chờ con đi học, có bữa hẳn nói trong cặp là khó không. Không chỉ ham học hỏi tiếng Anh mà Thái Sơn còn có niềm đam mê với nhiều ngoại ngữ khác. Hiện nay cậu bé đang tự học tiếng Tây Ban Nha và tự tin rằng một vài năm nữa sẽ nổi được từ tiếng này. Tin tưởng rằng với sự đam mê và nỗ lực của bản thân, Thái Sơn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 7 ngày 8 tháng 5, khu vực miền núi mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm 45 đến 96%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm 52 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm 50 đến 93%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 m. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 5, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm 47 đến 96%.